Chương trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 với sự tham gia của 30 chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chư tôn đức và nhận thức tầm quan trọng của việc tiêm vaccine trong giai đoạn hiện nay. Phải nói rằng là tiêm vaccine là giải pháp vô cùng quan trọng trong giai đoạn này để phòng ngừa dịch bệnh. Vaccine không những phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân mà còn phòng ngừa lây lan trong cộng đồng. Và đây là cái việc làm rất là cần thiết, mang ý nghĩa rất lớn. Theo ghi nhận, quá trình triển khai tiêm chủng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Chư tôn đức được khám sàng lọc trước tiêm và tư vấn sức khỏe. Qua đây cũng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các chức sắc chức việc trên địa bàn trong việc phòng chống dịch COVID-19. Thì đây là một cái sự quan tâm đặc biệt dành cho các tôn giáo, là những người đang đóng cái vai trò hướng dẫn tâm linh cho tín đồ, quần chúng Phật tử. Cái cảm giác được tích chích vaccine như là một cái điều để mà phòng chống dịch tốt nhất trong cái thời điểm này. Và chúng tôi cũng mong rằng chiến dịch mà tiêm phòng vaccine này sẽ được toàn thể nhân dân Việt Nam được tiếp cận, ai cũng sẽ được tiêm để phòng dịch COVID-19, và nguyện cầu cho đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như trên toàn thế giới chiến thắng được dịch COVID-19. Dự kiến sau khoảng 4 tuần nữa, chư tôn đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố sẽ tiêm mũi vaccine thứ hai. Vaccine được xem là giải pháp cơ bản, góp phần đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay.